Thì chào các em, hôm nay chúng ta đi vào phần chương 1 của hình học là phép biến hình. Bài số 1 là mở đầu về phép biến hình. Ta đi vào một số các bạn lý thuyết. Đầu tiên ta đi định nghĩa cái phép biến hình. Thì cái phép biến hình là một cái quy tắc. Quy tắc là tương ứng với mỗi điểm M thuộc cái mặt bằng. Ta xác định một điểm duy nhất M phẩy, chúng ta lưu ý là duy nhất M phẩy thuộc mặt bằng ấy. Ví dụ, thầy cho cái đường thẳng D và một cái điểm M trong mặt phẳng. Tìm hình chiếu vuông góc của điểm M này lên cái đường thẳng D thì chúng ta cần vẽ một cái đường thẳng vuông góc từ M vuông góc vào đường thẳng D. Các đường thẳng D tại điểm M vậy. Thì chúng ta thấy là cái cách xác định như vậy, điểm M phẩy này là duy nhất, đúng không ạ? Thì cái quy tắc xác định điểm M phẩy này được gọi là một cái phép biến hình. Thì điểm M phẩy này ta gọi là ảnh của điểm M qua cái phép biến hình đó. Và phép biến hình thường người ta ký hiệu là chữ F. Ký hiệu là chữ F. M phẩy là ảnh của M qua phép biến hình F. M phẩy là ảnh của M qua phép biến hình F, ta ký hiệu thế này. Hay ta còn gọi đọc là gì? Qua phép biến hình F biến điểm M thành điểm M phẩy. M phẩy là ảnh, còn M ta gọi là tạo ảnh. Ta lưu ý như vậy. Rồi, đó là thầy cũng đi qua các ký hiệu và thuật ngữ nha. Nếu H là một cái hình nào đó thì H phẩy gồm tập hợp các điểm M sao cho M phẩy là ảnh của điểm M qua phép biến hình F với M nó đang thuộc cái hình H thì được gọi là ảnh của hình H qua phép biến hình F. Ký hiệu đây, H phẩy là ảnh của hình H qua phép biến hình F. Bây giờ chúng ta quan sát cái khái niệm một cái hình H phẩy là ảnh của hình H qua phép biến hình F để cho nó rõ hơn nha. Bây giờ thầy có một cái hình H là cái tam giác ABC. Chúng ta lưu ý cái hình có thể là một điểm, một cái đoạn thẳng, một cái đường thẳng, một đường tròn nha. Đúng không? Ta gọi chung là cái hình nha. Cụ thể đây cái hình H đây là cái tam giác ABC. Một cái điểm M nó thuộc cái hình H. Ứng với mỗi điểm M nó qua cái phép biến hình F nó biến thành cái điểm M phẩy. Thì chúng ta thấy là khi M nó thuộc cái hình H qua một cái phép biến hình F nó biến thành cái điểm M phẩy thì tập hợp điểm M phẩy này nó tạo thành một cái hình H phẩy. Thì hình H phẩy này được gọi là ảnh của cái hình H qua cái phép biến hình F. Đấy. Như vậy để chúng ta hiểu rõ hơn. Bây giờ chúng ta vào số 3, phép dời hình. Một khái niệm phép dời hình. Phép dời hình là phép biến hình. Chúng ta lưu ý phép dời hình là cái phép biến hình nha. Muốn là phép dời hình thì phải là phép biến hình cái đó, tức là phải thỏa mãn cái định nghĩa trên đây nha. Phép dời hình là phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. Đây là một cái khái niệm rất quan trọng nha. Rồi, phép dời hình nó sẽ biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của ba điểm đó. Ví dụ như chúng ta có ba điểm A, B, C thẳng hàng thì nó sẽ biến ba điểm này thành ba cái điểm mới cũng thẳng hàng và thứ tự nó cũng phải bảo toàn như vậy nha. Cái phép dời hình nó biến đường thẳng thành đường thẳng, phép dời hình nó biến tia thành tia, phép dời hình nó biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng đoạn thẳng bắt đầu, phép dời hình nó biến tam giác thành tam giác bằng với tam giác đã cho,
hết giờ hình nó biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Có cái đường tròn ban đầu thì nó cũng biến thành cái đường tròn và có cùng bán kính nha. Nó biến góc thành góc và bằng với góc ban đầu. Ví dụ mình có góc thì nó cũng phải biến thành cái góc, và góc hai góc này là bằng nhau. Đấy, ý là như vậy nha. Qua cái bài đầu tiên chúng ta hiểu được cái quy tắc tương ứng nào là một cái phép biến hình và một cái khái niệm là phép giờ hình. Phép giờ hình là một cái phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. Hôm nay ta đi vào bài số 2 là phép tịnh tiến. Ta đi vào định nghĩa của phép tịnh tiến. Trong mặt phẳng cho cái vector V, trong mặt phẳng chúng ta cho cái vector V, đây là cái vector V. Phép biến hình biến mỗi điểm M, phép biến hình biến mỗi điểm M, giả sử thầy có điểm M đây, thành cái điểm M phẩy sao cho cái vector M M phẩy bằng vector V. Tức là để xác định cái điểm M phẩy này, chúng ta cần phải vẽ cái vector M M phẩy bằng vector V, hiểu không? Như vậy chúng ta từ điểm M này mình vẽ cái vector M M phẩy bằng vector V. Đấy. Chúng ta lớp 10 chúng ta biết rồi, để vẽ một cái vector bằng vector cho trước nha, thì chúng ta vẽ một cái đường song song với giá của vector V và độ dài của vector V bằng độ dài của cái vector M M phẩy. Thì cái phép biến hình biến mỗi điểm M thành M phẩy sao cho cái vector M M phẩy bằng vector V được gọi là cái phép tịnh tiến, được gọi là cái phép tịnh tiến theo vector V. Và cái phép tịnh tiến người ta ký hiệu là thường là chỉ T theo vector V, tại vì thấp dưới này biến cái điểm M thành cái điểm M M phẩy. Thì theo định nghĩa là cái vector M M phẩy bằng với cái vector V nha. Ta đi vào tính chất số 1. Nếu có phép tịnh tiến theo vector V biến cái điểm M thành điểm M phẩy, điểm N thành N phẩy, thì cái vector M phẩy N phẩy bằng vector M N. Ví dụ như chúng ta có hai cái điểm M N qua một cái phép tịnh tiến theo vector V. Giả sử ta có vector V thế này, thì chúng ta biết qua cái phép tịnh tiến theo vector V, nó biến điểm M thành điểm M phẩy, biến cái điểm N thành N phẩy, thì chúng ta kết luận được là cái vector M phẩy N phẩy bằng vector M và N. Bây giờ mình quan sát dựa vào cái định nghĩa nha. Qua cái phép tịnh tiến theo vector V biến điểm M thành M phẩy, thì chúng ta phải vẽ cái vector M M phẩy bằng vector V, đúng không nào? Rồi. Tương tự vậy, chúng ta vẽ một cái vector N N phẩy bằng với vector V. Rồi. Ở đây chính là M M phẩy, đây là N phẩy nha. Đây. Thì chúng ta thấy là cái vector MN này, vector là M phẩy N phẩy. Chúng ta thấy hai vector này là hai vector bằng nhau, đúng không ạ? Vì hai vector M M phẩy và N N phẩy này cùng bằng vector V, đúng không nào? Như vậy thì hai cái đường M M phẩy N N phẩy là hai cái đường song song, đúng không nào? Và có độ dài bằng nhau nữa, vì cái hình M N N phẩy M phẩy này chính là cái hình bình hành. Như vậy thì hai cạnh này cũng phải song song và bằng nhau, thì chúng ta kết luận được cái vector M M phẩy, M phẩy N phẩy và M N bằng nhau. Hai vector bằng nhau thì độ dài của hai vector đó cũng phải bằng nhau.
Đó là tính chất thứ nhất. Thì tương tự cái tính chất thứ hai là các phép tịnh tiến biến cái đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. À, song song hoặc trùng với nó. Ví dụ như mà chúng ta thấy là cái vector v này, cái vector v này mà nó có phương, nó cùng phương với vector mn, thì chúng ta thấy là nó cũng nó sẽ biến cái đường thẳng mn thành cái đường thẳng trùng với nó. Như đây có vector v thì điểm m đây thì chúng ta cũng biến thành m phẩy, nó nằm trên đường này, sao chúng ta buộc phải kẻ song song đúng không nè. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng với nó, biến tam giác thành tam giác bằng với nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Như vậy thì cái phép tịnh tiến này nó cũng chính là một cái phép dời hình nha. Nó cũng chính là một cái phép dời hình nha. Vì nó không làm thay đổi khoảng cách của hai cái điểm bất kỳ nha. Chúng ta đi qua cái biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. Trong mặt phẳng OT cho cái vector V có tọa độ AB. Ở phần lớp 10 chúng ta học phần vector nha. Bây giờ chúng ta vận dụng phần vector này. Với mỗi điểm mà có tọa độ XY, ta có cái điểm M phẩy có tọa độ X phẩy Y phẩy, là ảnh của điểm M qua cái phép tịnh tiến theo vector V thì chúng ta có nha. Dựa vào đây, điểm M phẩy là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vector V nha. Hai vector bằng nhau thì chúng ta có cái biểu thức tọa độ tương ứng. Cái phần này lớp 10 mình có rồi nha. Lấy hoành ngọn trừ hoành gốc nha. Lấy hoành ngọn trừ hoành gốc. Đây, lấy hoành ngọn trừ hoành gốc. Hoành độ của vector V là A. Ở đây là tung ngọn trừ tung gốc. Trung đoạn của vector V là B. Từ đây chúng ta chuyển thành cái công thức này. Ta nhớ cái công thức gốc này nha. Chứ nhiều khi mình đã không nhớ cái công thức này. Để ta nhớ ngay cái đẳng thức vector này là dễ nhớ nhất nha, ngay cái định nghĩa của cái tịnh tiến. Bây giờ chúng ta đi vào dạng toán xác định ảnh của một hình qua phép tịnh tiến thì chúng ta cũng sử dụng cái biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến nha. Bây giờ vào cái ví dụ thứ nhất, trong mặt phẳng tọa độ đi cho cái vector V có tọa độ là 21 và cái điểm M có tọa độ 32, tìm tọa độ điểm A. Thì ở đây mình thấy là cái điểm A của mình đây là ảnh đó, là qua phép tịnh tiến theo vector V biến điểm M thành điểm A, như vậy A là ảnh. Thì mình nên ghi theo cái thứ tự này: qua phép tịnh tiến theo vector V biến điểm M thành điểm A. Như vậy A là ảnh. Thì theo phép tịnh tiến thì mình không cần phải nhớ cái công thức phép tịnh tiến mà x phẩy trừ x rồi bằng A gì cả nha. Mình cứ làm theo, dựa vào thực tế mình làm đây. Qua phép tịnh tiến theo vector B biến điểm M thành điểm A thì mình có được cái vector MA bằng cái vector V. Thì ghi thế này để chúng ta biết theo thứ tự luôn: vector MA bằng vector V. Như vậy thì ở đây mình đi tìm cái gì, điểm A đúng không ạ? Mà chúng ta cũng chưa quan tâm tìm cái gì, mình cứ dựa vào công thức nè. Như vậy thì vector MA thì mình lấy hoành ngọn trừ cho hoành gốc. Hoành ngọn là điểm A, mình ghi x A, góc là M. Ở đây là hoành của vector V, ví dụ là chữ A nữa nha. Rồi, tương tự như vậy mình ghi đây là IA trừ IM. Rồi, ở đây là x A trừ XM, IA trừ IM. Mình cứ thế tọa độ theo cột nha. XM, IM nhìn lên bọc 32.
Đây là tọa độ của vector V là 21. Từ đây mình suy ra được, ta chuyển qua x bằng 5, y bằng 3. Vậy mình kết luận là cái điểm A có tọa độ là 53. Bây giờ anh ta qua cái câu số 2, thì mình cũng viết lại qua phép tịnh tiến theo vector V, biến cái điểm A thành cái điểm M. Như vậy thì theo định nghĩa của phép tịnh tiến, chúng ta có vector AM bằng vector V. Như vậy mình lấy là XM trừ XA, lấy ngọn trừ góc, IM trừ IA bằng, ở đây mình có thể thế trực tiếp đi nha, hoành độ của vector V và tung độ của vector V nó có sẵn thì mình thế vô cũng được nha. A1 không cần phải ghi AB làm gì nha. XM, IM có tọa độ là 32. 32. Rồi bây giờ ta suy ra XA. XA sẽ bằng 1, đúng không? IA sẽ bằng 1. Vì cái điểm A có tọa độ là 1, 1, 1. Hai bài này là khác nhau nha, cùng với một cái giả thiết ban đầu nhưng yêu cầu là tìm là khác nhau. Điểm A này và điểm A này là khác nhau nha. Alo, chúng ta tiếp với ví dụ 2. Trong cái mặt phẳng OD cho cái đường thẳng D, tìm ảnh của đường thẳng D phải qua phép tịnh tiến theo vector V. Chúng ta qua ví dụ 2, trong mặt phẳng OD cho cái đường thẳng D, hãy tìm ảnh của đường thẳng D qua phép tịnh tiến theo vector V. Như vậy mình gọi ảnh của cái đường thẳng D là cái đường thẳng D phải qua phép tịnh tiến theo vector V. Trường hợp đầu tiên, người ta cho cái đường thẳng D có phương trình tổng quát là 2x trừ 3y cộng 12 bằng 0 và cái vector V có tọa độ là 4 trừ 3. Thì chúng ta nhớ lại, để viết cái phương trình một cái đường thẳng thì chúng ta cần một cái điểm đi qua nha. Giả sử chúng ta có một cái điểm M phẩy mà thuộc cái đường thẳng D, D phẩy, và một cái vector ở đây chúng ta thấy là liên quan đến phương trình tổng quát, thì chúng ta sử dụng đến cái vector pháp tuyến nha. Như vậy cái vector pháp tuyến của cái đường thẳng D phẩy, vector pháp tuyến theo ký hiệu là n. Như vậy để viết phương trình đường thẳng D phẩy thì chúng ta cần một điểm M phẩy nằm trên đường thẳng D phẩy và một cái vector pháp tuyến. Như vậy thì để có được cái ảnh M phẩy thì chúng ta cần có một cái tạo ảnh M. Như vậy thì chúng ta thực hiện tìm một cái điểm M trên cái đường thẳng D. Để tìm một điểm M nằm trên đường thẳng D thì đơn giản chúng ta cho x bằng 0. Cho x bằng 0, thế đây là 2 nhân 0. Đây là trừ 3y cộng 12. Thì mình chuyển qua đây mình tính ra được y. Y sẽ được là bằng 4. Rồi, từ cái điểm M này chúng ta thực hiện một cái phép tịnh tiến theo cái vector V. Theo cái vector V nó biến thành điểm M phẩy nha. Như vậy thì chúng ta đi tìm tọa độ của điểm M phẩy nha. Như vậy thì đầu tiên mình gọi qua cái phép tịnh tiến theo cái vector V, biến cái đường thẳng D thành đường thẳng D phẩy với một cái điểm M có tọa độ 0,4, nó thuộc cái đường thẳng D. Thì qua cái phép tịnh tiến theo vector V, biến cái điểm M thành cái điểm M phẩy. Thì điểm M phẩy này nó cũng phải thuộc cái đường thẳng D phẩy. Thì từ định nghĩa chúng ta có được cái vector M M phẩy
bằng cái vectơ v. Từ đây chúng ta đi tìm tọa độ của cái điểm một phẩy. Như vậy thì chúng ta lấy x m phẩy trừ x m là không, y m phẩy trừ y m là 4, bằng quanh độ của vectơ v. Quanh độ vectơ v là 4, tung độ là trừ 3. Đó. Như vậy từ đây chúng ta đi tìm được là đây là 4, đây là bằng 1. Vậy mình có được là điểm M phẩy có tọa độ là 41. Chúng ta đã tìm được tọa độ của điểm M phẩy là 41. Theo các tình tiến theo vectơ v biến đường thẳng d thành d phẩy thì chúng ta suy ra được đường thẳng d nó song song với đường d phẩy. Đây là tính chất của phép tình tiến. Như vậy thì hai đường thẳng song song thì cái vectơ pháp tuyến của cái đường thẳng d cũng là cái vectơ pháp tuyến của đường thẳng d phẩy. Mà chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy pháp tuyến của đường thẳng d nó chính là 2 trừ 3. Vậy mình viết là pháp tuyến của d cũng là pháp tuyến của d phẩy. Ta ghi đầy đủ là vector ha. Vector pháp tuyến của đường thẳng d cũng là vector pháp tuyến của đường thẳng d phẩy. Cái đường thẳng d phẩy qua cái điểm M phẩy nha, chúng ta đã khẳng định là qua điểm M phẩy có tọa độ là 41 và có cái vectơ pháp tuyến đó có tọa độ là 2 trừ 3. Thì một cái đường thẳng mà qua điểm M phẩy và có vectơ pháp tuyến thì chúng ta có một cái công thức tổng quát, một cái phương trình tổng quát có dạng là a nhân x trừ x không cộng cho b nhân y trừ y không bằng không, trong đó a lớn b lớn là tọa độ của vectơ pháp tuyến, x không y không là tọa độ của điểm nó đi qua. Như vậy chúng ta thấy vào đây là 2 và trừ 3. Đây x trừ y trừ, đấy tọa độ vào, tọa độ mà cái điểm nó nằm trên cái đường thẳng d phẩy là 41. Từ đây chúng ta đi tìm ra là 2x trừ 3y. Đây là trừ trừ 8, trừ 8 với cộng 3 ra là trừ trừ 5. Như vậy chúng ta sẽ được cái phương trình của đường thẳng d phẩy nha. Vậy d phẩy có phương trình là 2x trừ 3y trừ 5 bằng 0. Rồi. Đó là cái cách thứ nhất. Cách 1. Còn cái cách 2, chúng ta thường khi chúng ta làm cách này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái bản chất của cái chúng ta đi xác định cái đường thẳng d phẩy này nha. Chúng ta có một cái cách tổng quát hơn. Chúng ta xem lại cái phương pháp. Rồi cái hình H' phải, H' phải bây giờ cụ thể chính là cái đường D phải đó, là ảnh của hình H, tức là đường D qua các tình tiến theo vectơ V. Thì với mọi cái điểm M bất kỳ thuộc D thì ta có cái phép tình tiến theo vectơ V biến điểm M thành M phải. M phải này thuộc đường thẳng D phải. Chúng ta sẽ có được biểu thức tọa độ theo vectơ tình tiến. Thì từ đây chúng ta tìm được tọa độ điểm M nhá. Đây là tọa độ điểm M được biểu diễn theo x phẩy a y phẩy b. Từ đây mình thấy x bằng x phẩy trừ a nhá. Điểm M này là cái điểm đang thuộc cái đường thẳng d. Như vậy
chúng ta thấy tọa độ điểm M là vào cái phương trình điểm D. Thì lúc đó chúng ta có được cái phương trình mới được biểu diễn cái hình H phẩy, tức là cái đường thẳng D phẩy. Như vậy thì mình cũng lập luận tương tự như vậy nha. Gọi H phẩy, gọi D phẩy là ảnh của anh H qua các tình tiến theo vector V. Thì với mọi điểm M có tọa độ xy bất kỳ thuộc hình H, đó là thuộc D phẩy, thì ta luôn có như vậy mình lập luận gọi D phẩy là ảnh của D qua cái tình tiến theo vector V. Vector V của chúng ta bây giờ chính là tọa độ 4-3. Thì với mọi cái điểm M có tọa độ xy mà thuộc cái đường thẳng D phẩy, được với mọi điểm M có tọa độ xy thuộc cái đường thẳng D thì qua cái phép tịnh tiến theo vector V, biến cái điểm M này thành cái điểm M phẩy có tọa độ là x phẩy, y phẩy, và cái điểm này nó đang nằm trên đường thẳng D phẩy. Dựa vào cái công thức chúng ta có là cái vector M M phẩy bằng cái vector V, từ đây chúng ta có được là x phẩy trừ x, y phẩy trừ y bằng A, đây là bằng V. Được. Chúng ta đi tìm x, x sẽ bằng x phẩy trừ trừ A, y sẽ bằng y phẩy trừ trừ B. Chúng ta thấy bằng x bằng x phẩy trừ A bây giờ có tọa độ là 4, trừ của trừ 3 là cộng 3. Như vậy mình suy ra cái điểm M nó có tọa độ là x phẩy trừ 4, y phẩy cộng 3. Điểm này đang thuộc cái đường thẳng D. Vậy chúng ta sẽ thấy vào cái đường thẳng D nha. Mình thấy vào đường thẳng D. Vậy ta có thấy vào chỗ nào có x thấy bằng x phẩy trừ 4. Thấy vào đây. Như mình được là 2 nhân cho x phẩy trừ 4 trừ 3 y phẩy cộng 3 cộng 2 12. Rồi, tương đương. Như vậy chúng ta được là 2 x phẩy trừ 3 y phẩy. Nhân vô. Đây là trừ 8. Trừ 8 đây là trừ 9 cộng 12. Trừ 8 trừ 9. Trừ 8 trừ 9 là trừ 10, 17 cộng cho 10, 12. Đó. Thì nó rõ ràng nó ra là trừ 5. Thì đây chính là cái phương trình của đường thẳng D phẩy. Rồi. Chúng ta chỉ cần kết luận lại, chúng ta kết luận cái này luôn cũng được nha. Đây chính là phương trình của đường thẳng D phẩy. Nhưng mà thường quen thuộc thì có thể là chúng ta ký hiệu lại 2x trừ 3 và y trừ 5 bằng 0. Đây. Chúng ta chỉ thay cái bài cái hình thức thôi nha. 2x trừ 3 y trừ 5 bằng 0. Vì cái đường thẳng này chúng ta vẽ trên mặt bằng tọa độ, hay cái đường thẳng này vẽ trên mặt bằng tọa độ là như nhau, đúng không? Hai đường này là một. Chúng ta lưu ý là nó không phụ thuộc vào cái hình thức x y này nha. Chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng 2t đó trừ 3 y trừ 5 bằng 0 đó, đúng nè. Với cái trường hợp là chúng ta sử dụng cái trục tương ứng thôi, đây là t, đây là z nha. Chúng ta hiểu chỗ này nha. Chúng ta chỉ thay đổi cái vai trò
x phẩy y phẩy bằng x y ra, thay về mặt hình thức ra, về bản chất cái đường thẳng này nó không thay đổi nha. Thì chúng ta có hai cách cơ bản như vậy nha, để chúng ta giải quyết cho cái bài này. Rồi bây giờ câu số 2. Câu số 2 thì chúng ta thấy là người ta cho cái đường thẳng thì giống hệt trên đây nha, và ta cho cái vector b bằng vector ab. Như vậy để tính vector ab chúng ta chỉ cần là gì, thực hiện lấy quanh ngọn trừ quanh góc, đúng không ạ? Lấy trừ 1 em trừ 3 được là trừ 4, lấy 8 trừ 1 còn 7 nha. Như vậy thì nó trở về cái bài toán số 1. Như vậy thì trong quá trình thực hiện chúng ta nên luyện tập cả hai cách. Trong khi mà làm bài kiểm tra thì chúng ta nên chọn cách này nha. Chúng ta làm cách này để ta hiểu cái vấn đề nha. Chúng ta qua cái ví dụ thứ ba. Trong mặt phẳng OY cho cái đường tròn C, tìm ảnh của đường tròn C qua phép tịnh tiến theo vector V. Thì chúng ta biết rằng qua cái phép tịnh tiến theo cái vector V thì biến đường tròn thành cái đường tròn mới có cùng bán kính. Như vậy thì cái bán kính ở bên đây là R, thì cái bán kính bên đây cũng là R. Giả sử bên đây là cái bán kính đường tròn tâm Y thì nó biến thành cái đường tròn tâm Y, tâm Y phẩy nha. Như vậy để viết cái phương trình đường tròn, giả sử C phẩy là ảnh nha, đây là đường tròn C phẩy, là ảnh của đường tròn C. Bây giờ để viết phương trình đường tròn C phẩy thì chúng ta cần là gì? Tăng, đúng không? Tức là chúng ta cần tọa độ của điểm Y phẩy và bán kính, bán kính của nó cũng chính là bằng R nha. Như vậy mình đi tìm hai cái thằng này. Như vậy muốn có Y phẩy thì phải tìm tọa độ của điểm Y, tức là tọa độ của cái tâm đường tròn ban đầu. Giờ đi tìm bán kính của nó nha. Như vậy chúng ta tiến hành câu 1. C, đường tròn C có phương trình y trừ 4 tất cả bình cộng y trừ cộng 3 tất cả bình phương bằng 6. Thì lúc này chúng ta suy ra được là tâm y của nó có tọa độ là 4 trừ 3 nha. Mình lấy cái này mình chia cho trừ 1 nè, lấy cái này chia cho trừ 1 nhớ các bạn nha, hay là lấy ngược dấu của nó. Rồi bán kính của nó sẽ bằng gì? Đây là 6, đây là chính là căn bậc 2 của 6 nha. Thằng này chính là, đây chính là R bình đó, nha, R bình bằng 6. Rồi như vậy thì chúng ta thực hiện qua phép tịnh tiến theo vector V, biến cái điểm Y thành Y Y phải nha. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm cái điểm Y phải theo cách tịnh tiến thì nó có cái vector Y Y phải bằng vector V tương đương quanh độ của Y phải trừ trừ quanh độ của điểm Y, quanh độ của điểm Y là 4, tung độ của điểm Y là trừ 3, trừ trừ thành cộng. Vector V, vector V có tọa độ là 32, rồi tương đương x y phẩy y y phẩy bằng, chuyển qua đây được là 7, chuyển đây là trừ trừ 1. Vậy mình có được tọa độ điểm Y. Chúng ta có tọa độ điểm Y phẩy là 7 và trừ 1. Rồi. Tiếp theo cái bán kính nha, chúng ta cần tính cái bán kính. Bán kính có rồi nha. Vậy mình kết luận ngày qua cái phép tịnh tiến theo vector V, biến cái đường tròn C thành đường tròn C phẩy nha. Nên ta có cái đường tròn C phẩy, nó sẽ có cái
tâm là y, y phải nha, có tọa độ là 7 trừ 1 và cái bán kính là căn 6. Vậy cái đường tròn C phải chúng ta viết thành x trừ a tất cả bình phương cộng cho y trừ b tất cả bình phương bằng r bình phương nha. Trong đó a nhỏ b nhỏ chính là tọa độ của cái tâm y phải. Rồi mình thấy vào đây là 7, đây là trừ trừ 1 là cộng 1, rồi bình phương là 6. Rồi như vậy ta xong cái phương trình của đường tròn C phải. Bây giờ câu 2, câu 2 thì chúng ta thấy nó cũng tương tự nha, ta kết hợp cả cái ví dụ 2 để mình làm cái chỗ này nha. Rồi sau đó mình thực hiện các cái bài tập cho thầy ha. Mình thực hiện các cái bài tập. Thầy dừng video lại nha, mình xem bài tập và mình làm các bài tập tương ứng.